diễn viên Chi Bảo tuyên bố chính thức giải nghệ sau 25 năm hoạt động nghệ thuật. Sáng ngày 29 tháng 5, Chi Bảo gây xôn xao khi viết tâm thư thông báo giải nghệ. Chia sẻ của Chi Bảo như sau: xin tri ân và tạm biệt. Hôm nay, bằng tất cả lòng biết ơn, xin được gửi đến khán giả, các cô chú, anh chị và các bạn đã đồng hành và ủng hộ Chi Bảo trong các vai diễn suốt 25 năm qua. Cho phép Chi Bảo nói lời từ biệt kết thúc với vai trò là một diễn viên, một người nghệ sĩ. Đây có lẽ là một nghề nghiệp mà Bảo may mắn có được trong đời. Ở tận đáy lòng, Chi Bảo thầm cảm ơn vũ trụ đã gieo nhân duyên cho Chi Bảo được khoác lên mình chiếc áo và cuộc sống đầy màu sắc của người nghệ sĩ. Chi Bảo không nhớ đã bao lần rơi những giọt nước mắt hạnh phúc cho từng thân phận đời người qua những thước phim. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đồng nghiệp. Chúng ta đã có những ngày tháng đẹp nhất bên nhau, cùng chia sẻ những vui buồn với các số phận con người. Đó sẽ là những hình ảnh còn đọng mãi với thời gian. Xin cảm ơn các anh chị báo chí, truyền thông đã gửi gắm những yêu thương và kỳ vọng vì một xã hội tươi đẹp, văn minh qua từng vai diễn. Xin cảm ơn các anh chị em hậu cần, sản xuất đã giúp đỡ và chăm sóc Chi Bảo bằng sự tận tụy và yêu mến trong từng ấy thời gian. Bảo xin đón nhận và tri ân tấm chân tình ấy. Cuối cùng, cho phép Bảo cảm ơn gia đình và những người thân yêu của mình đã chia sẻ, thương yêu cả những niềm vui và nỗi buồn không nguôi. Cảm ơn vợ yêu dấu đã ủng hộ quyết định này. Chồng rất yêu vợ, xin hẹn gặp lại mọi người ở những chặng đường khác. Bảo luôn cầu chúc cho tất cả được bình an và hạnh phúc trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Những gì chúng ta đã trao cho nhau sẽ còn lại với thời gian, không bao giờ phai. Xin tạm biệt quý vị. Trước đó, khi lùm xùm nghệ sĩ Hòa Linh làm từ thiện 13,7 tỷ đồng cứu trợ miền Trung, nghệ sĩ Hòa Linh chữa bệnh trở thành những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất sau khi nghệ sĩ Hòa Linh đích thân lên tiếng trần tình về việc chậm giải ngân số tiền do các mạnh thường quân quyên góp. Giữa hàng loạt cuộc hậu chiến trên mạng xã hội, Chi Bảo đã viết tâm thư bàn về chuyện làm từ thiện xuất phát từ tấm lòng và thẳng thắn đáp trả anti-fan khi nhắc đến nghệ sĩ Hòa Linh. Đáng quan tâm nhất, netizen nghi ngờ về việc làm của nghệ sĩ Hòa Linh có phần mờ ám. Chi Bảo nhanh chóng đáp trả một một từng người, nêu quan điểm. Không có mờ ám đâu, chỉ là chậm. Thử là em, mình có mờ ám không? Ngoài ra, Chi Bảo còn không ngại lên tiếng bảo vệ nghệ sĩ Hòa Linh. Anh Hòa Linh không tham đâu, ảnh chỉ xử lý chưa hợp tình thôi, đó là một thiếu sót. Những lời đáp trả của Chi Bảo về vụ việc nghệ sĩ Hòa Linh nhận 13,7 tỷ đồng quyên góp cứu trợ miền Trung được khen ngợi vì rất văn minh, tinh tế và đưa quan điểm khách quan. Vào tháng 3 năm nay, Chi Bảo đã chia sẻ trên mạng xã hội, anh và doanh nhân Lý Thùy Trang đã chính thức kết hôn. Nam diễn viên hân hoan thông báo trên Facebook cá nhân. Gia đình Bảo và Trang xin trân trọng thông báo đến anh chị và bạn bè. Chúng tôi đã kết hôn vào ngày hôm nay, 10 tháng 3, 2021 tại Sài Gòn. Chúng tôi xin được gặp anh chị và bạn bè trong buổi tiệc thân mật vào một dịp thuận lợi. Xin cảm ơn sự quan tâm và thương mến của anh chị và các bạn dành cho Bảo và Trang. Cầu chúc anh chị và các bạn được an lành và hạnh phúc. Như vậy, sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, Chi Bảo đã tìm được bến đỗ tình yêu mới với người bạn gái kém anh 16 tuổi. Về phía Lý Thùy Trang, nữ doanh nhân cũng không giấu được niềm hạnh phúc khi chính thức trở thành bà xã của nam diễn viên Đồng Tiền Sương Máu. Cô dí dỏm tiết lộ, bị bắt cóc lên xe, áp giải lên phường và sau đó con bé bị kết án chung thân là có thật, hi hi, yêu chồng. Ngay sau khi Chi Bảo và Lý Thùy Trang thông báo tin vui, hàng loạt các nghệ sĩ đã vào gửi lời chúc phúc cho cặp đôi. Hoa hậu Hà Kiều Anh chia sẻ, chúc mừng anh, vợ chồng hạnh phúc vững bền anh nhé. Ca sĩ Quang Dũng cũng bình luận, chúc hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc. Diễn viên Hồng Ánh cảm thán, hạnh phúc quá rồi anh nha. Trong khi cựu người mẫu Đức Tiến bày tỏ, anh rất mong chờ được xem ảnh cưới của hai người.